Trong khi đó, không ít người trong chúng ta từng nghi ngờ về việc mình có thể nào học tốt ngoại ngữ hay không. Nhà ngôn ngữ học Steven Cresson đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này và khẳng định rằng sai lầm của chúng ta là cố gắng dạy ngoại ngữ giống như cách chúng ta dạy các môn khoa học, lịch sử và toán học. Thay vào đó, tôi tin rằng người học nên tiếp thu ngoại ngữ thứ hai giống như cách một đứa trẻ bắt đầu học tiếng mẹ đẻ của mình vậy. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể học tốt ngoại ngữ, giống như khi còn nhỏ thì tiếng mẹ đẻ cũng là ngoại ngữ đối với chúng ta vậy. Nhưng làm thế nào để giỏi tiếng Anh trong khi chúng ta đã thử rất nhiều?